Kênh Mua Làng Thuê xin kính chào các chú anh chị. Hôm nay là phiên bán hàng của ngày 17 tháng 3 năm 2021 thì mình có một số mặt hàng thuần gửi đến cho các chú anh chị sưu tầm. Thì tất cả mặt hàng mình trồng thuần đều ra rễ ổn định và trồng trên chậu hoàn chỉnh. Đây thì các chú anh chị mình về chỉ cần treo lên và chăm thôi. Thì mình ship hàng thì mình bao cước toàn quốc cho các chú anh chị mình nha. Thì mình báo trên đây nhiêu thì các chú anh chị mình về trả bao nhiêu, không thêm cái phí nào nữa hết. Thì thí dụ trong quá trình các chú anh chị mình nhận hàng á, mà shipper có thu tiền ship á, thì các chú anh chị mình liên hệ cho mình đó, mình can thiệp kịp thời liền. Nhiều khi họ nhận cái số lượng nhiều của nhiều nơi á, các chú rồi nhiều khi đông quá thì họ làm nó lộn đó. Thì trường hợp này xảy ra thì cũng một vài đơn thôi đó. Thì mình ship hàng là mình ship luôn nguyên cái chậu cho các chú anh chị luôn, và mình đóng hàng rất cẩn thận đó, giá thể trong chậu này sẽ không bao giờ rớt ra luôn, còn nguyên cho các chú anh chị luôn nha. Sau đây mình cũng xin vô chi tiết cắt hình luôn đó, bây giờ mình sẽ vô nha. Thì đây mình vô hình số 1 nè. Hình số 1 là địa lăng mặt xuân, còn có một chậu một duy nhất thôi đó. Mình cho các chú anh chị xem mặt hoa nha, theo cầu của các chú anh chị mình đó. Thì mặt xuân thì nó ra cũng nhiều hoa lắm đó. Thì nếu mà nó ra được cái hoa đột biến thì nó giá trị càng cao, hoa thường thì nó mặt hoa nó này đó, thường là những cái mặt hoa nó vậy đó. Đó, còn có chú về mà sổ nó ra cái mặt hoa màu trắng như vậy ha, mặt màu gì đó, nói chung là những cái mặt hoa này là những mặt hoa đột biến nha các chú đó. Rồi hình số 1 150g bao ship. Qua hình số 2 là kiếm này là kiếm gừng, kiếm lùng. Thì cái này hoa số cho nên mình không có biết mặt hoa đâu. Hình số 2 150g bao ship. Hình số 3 một chậu là hồng lan kiếm, thì mình cho các chú anh chị xem mặt hoa luôn đó, hồng lan kiếm. Thì cái này là hoa to, hoa thơm cực kỳ thơm nha các chú đó, cái dòng hồng lan kiếm này nè, và hoa nó sẽ phát đứng và hoa nó rất là to. Thì cái dòng này nó mắc tiền chứ không phải nó rẻ tiền nha các chú. Thì cái nào mắc tiền thì mình cũng bán, mình hàng cũng cân nhắc cho các chú anh chị mình hết đó. Rồi hình số 3 là hồng lan kiếm 200k bao ship, còn cũng còn có chậu một duy nhất. Rồi hình số 4 là một con trâu chuẩn gừng buôn đôn. Cái dòng trâu buôn đôn này thì nó thơm cực kỳ thơm các chú. Thì thường thường trong bông đôm thì nó sẽ sổ những hoa này, cho các chú anh chị xem mặt hoa nha. Đó, trong bông đôm thường thì nó sổ những hoa này nè các chú. Đó, cực kỳ đẹp không, có lưỡi nó các chú nhìn nè, nó tím đậm vậy đó mà nó thơm cực kỳ thơm luôn. Nó mà nở bung ra như vậy thì nó thơm, mà hoa nó rất là lâu tàn. Đó, một con trâu lớn rễ 300k bao ship. Hình số 4 qua hình số 5. Hình số 5 là một cái chậu cẩm cù đó. Cẩm cù này là cẩm cù lá xoài đó. Cẩm cù này là cẩm cù lá xoài hoa màu đỏ. Để mình lấy mặt hoa cho các chú anh chị mình xem luôn đó. Thường những dòng này hoa nó thơm cực kỳ thơm các chú. Đó. Hoa to, hoa to mà thơm cực kỳ luôn. Đó, cẩm cù lá xoài. Đó. Hình số 5, 130k bao ship. Rồi, ở đây qua hình số 6 nè, đùi gà dẹt.
rồi gà vẹt. Thì đây mình còn hai chậu nè. Đó. Đó. Thì những cái thằng đùi gà vẹt này nó sẽ xuống lá, nó cho hoa các chú, hình số 6 và mầm gốc đang bắn lên nè. Đó. Rễ nè. Dòng này là các chú về treo ở cho nó ăn nắng gió qua một lúc lý. Đó thì nó sẽ ra rễ và nó nhảy con tu tủa luôn. Đó. Hình số 6. 130k bao ship. Và hình số 7 cũng là đùi gà vẹt. Đó. Rồi mình sẽ cho các chú anh chị xem hoa mặt hoa của đùi gà vẹt luôn, sổ hoa tại vườn mình luôn. Mình cũng không biết còn lưu trong máy này hơn nữa không nữa nè. Để mình lấy mặt hoa cho các chú anh chị xem nha. Đùi gà vẹt. Đùi gà vẹt hình như nó nằm bên cái máy mình quay rồi các chú ơi. Nó nằm bên máy mình quay rồi. Cái hoa nó màu cánh sen đẹp lắm. Thì nói chung thì các chú vô Google rồi gõ cho mình nha, vô rồi sạch cho mình. Nó màu hồng cánh sen đẹp lắm, hoa to đó. Hình số 7, 130k bao ship, rễ tù tủa rễ luôn. Ai thích giá hạt alo cho mình nè. Đi vòng vòng mình kiếm. Hình số 8 nè, một chậu vũ nữ hoàng hậu xanh. Thì cái dòng này cái bồ hoa nó dài, nó phát đứng lên gì nè, nó dài và thân nó to lắm, nó màu xanh cốm và nó thơm cực kỳ thơm. Thì cái dòng này thân lá nó bự lắm nghe các chú, cái này nó còn bự nữa đó. Cái này nó còn bự nữa nghe các chú, chứ không phải gì thôi đâu nè các chú, tương tự như cái máy điện thoại đi đó, nó còn bự nữa, nó bự gấp đôi gấp ba cái thằng này nữa nè. Thì dòng này thượng sổ hoa tết đó. Hình số 8, 130k bao ship. Và hình số 9 là hai con trâu chuẩn gừng muôn đôn, trâu dòng trâu lá mít. Thì trâu gừng muôn đôn mình nãy cho các chú anh chị xem mặt hoa rồi đó, hoa này cực kỳ, nó là thơm với lắm, thơm rễ hiền rồi nè, chi chích chân rồi. 180k bao ship. Hình số 8. Rồi của hình số 9 là một con trâu. Đó. Trâu này là trâu, chắc con này chắc bốc trụ quá. Con này thì mình không nhớ là bốc trụ hay là gừng không biết. Nhưng mình bán cái con trâu này là mình bán theo cũng mức giá là bốc trụ nha các chú. Đó, còn trâu lớn lá mít luôn, lá mít lá xếp. Rễ nè. 180k bao ship. Hình số 9, hình số 10. Hình số 10 là cũng hai con trâu chuẩn gừng muôn đôn. Đó. Chú nhìn cái máy điện thoại đi. Cái lá nó dài cỡ nào. Hai con trâu lớn. Trưởng thành nó chứ, nó nghe coi chú. Rễ nè, sinh dần chưa? Rễ nè, chi chích rễ luôn. Cái này nó còn ra rễ nữa đó. Hình số 10, 180k bao ship. Và hình số 11 là một con trâu bốc trụ nè, con này là đúng trâu bốc trụ nè, rễ nè. Con này con hình số 11 nha các chú. Đó, hai con trâu chuẩn quần đôn nè. Con này con số 11 quay lại nè. Quay lại cho các chú anh chị xem nha. Đó, con số 11. Dễ không? Sinh vàng ở trên này đó.
Tại mình quay mình thức dậy hơi sớm nè, mình quay là mặt trời cũng còn hơi tối nghe coi chú. Con số 11 180k bao ship. Con số 12 cháu ốc trụ nè. Rễ thì là chi chích hết trơn rồi. Bám giá thể luôn rồi, nó ra nè, nó còn ra nữa đó. Nè, bám quanh luôn luôn nè. Nè. Con trâu lớn, lá mít nha. Máy điện thoại mình nè. Đường này cái lá nó dài nè. Dòng trâu lá mít nè. Hình số 12 180k bao ship. Có hình số 13 nè, hai con trâu chuẩn người Muôn Đôn nè, rễ nó ra thôi. Đó. Hình số 13. Dáng thân dừa cực đẹp, nhìn cái gốc nó bự rồi nè, nó ở trong rừng lâu năm đó. 180k bao ship, hình số 13. Rồi, hình số 14 là một con trâu ốc trụ nè. Rễ ăn chui dưới luôn rồi. Ừ. 130k bao ship, hình số 14. Em dòng còn gì nữa không? Giờ ngoài vườn thì chắc cũng còn, nhưng mà trời cũng chưa được sáng. Hình số 15 nè. Hôm nay mình còn lên được gì mình lên bán cho các chú anh chị nha. Hình số 15 là kiếm đỏ nè. Kiếm đỏ mình lấy bông hoa cho các chú anh chị mình xem luôn. Cái dòng này hoa nó cực kỳ đẹp, hoa màu đỏ. Hoa sai ra hoa cực kỳ luôn, hoa hình chùm. Đó. Kiếm đỏ nha. Hình số 14, kiếm đỏ nè. Cực kỳ đẹp chưa? 200k bao ship. Hình số 15 cũng là kiếm đỏ nè. Nè, mầm gốc bắn lên nè. Mầm gốc nó bắn lên nè các chú. Đó, dòng này nó nhảy con dữ lắm. Cái thằng này nè vẫn nhảy con bình thường luôn. Rễ nè, rễ này nữa ăn cắn nó bư cho các chú anh chị xem. Nè. Các chú thấy rễ trắng phiếu không? Nằm gốc lên nè. 200k bao ship, hình số 15. Đó. Mình còn hai cốt cây đồ ở ngoài vườn á, nhưng mà giờ này tối quá không ra lựa được đâu. Các chú anh chị nào mình cần thì liên hệ với mình sẽ kết nối Zalo, mình chụp hình gửi cho các chú anh chị mình xem nha. Thì hôm nay Hoa Lan Thơ mình có số mặt hàng gửi đến cho các chú anh chị sưu tầm. Các chú anh chị đừng nào chú anh đó liên hệ mình qua số điện thoại 0769385164 ghi trên tiêu đề. Đó, các chú nào mình xem video chưa bấm vào nút đăng ký nhé, bấm vào nút đăng ký và bấm vào cái chuông để cập nhật những cái video tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại.